Đại Bò Tự Chiến chào khách, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2022. Bò về trại em gồm có bê pháp kem, bê bê kem, giữ nguyên cái lô bò lỡ, 7 bò lỡ. Bò cái lô bò nhỏ hơn 1 chấm. Để chúng tôi anh chị các tỉnh gần xa dự tính lô bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem xét chuộng bò có xe nhà giao tận nơi anh chị lô nguyên cái lô bò pháp kem, bê bê kem. Giữ nguyên cái lô bò quá đẹp. Đoàn rất là dài, xương to, mông khủng luôn. Tháng tuổi của bò là bò mấy bò này 10 tháng 9 tháng 10 tháng bò ở đây. Chiều cao của bò là 1m2 đáo lên, còn phía này thì bò nhỏ hơn 1 chấm, yếu 1m2, 1m1 7 phân, 5 phân, 7 phân, 8 phân. Con nào lên nách cho về nguyên cái lô bò lỡ phía đây bò sở giảm được hết. Chiều cao của bò là dương 1m2, giá rất là mềm, 23,5 triệu, 22,5 triệu là có. Là mấy con lớn thì kiếm tiền hơn tí. Bò đòn xương rất là to. Địa chỉ của trại em là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò em nhận qua Zalo là một lần nữa để anh chị xem tổng thể nguyên hình từ cần phần đầu, nguyên vai, thân lưng, bản đùi. Trại bò cung cấp đầy đủ giống bò pháp kem, bê kem, bò lỡ để chị tha hồ lựa chọn con giống. Con nào ấy lưng nách rất là hở. Quan trọng là con mẹ lớn nền này, sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao, xương to, đòn dài, lưng thẳng. Nguyên cái lô bò pháp kem ở đây là 1m2 ngoài, 1m2 năm phân, có con thì dư 1m2 năm phân luôn. Nguyên cái lô bò lỡ bên đây, bê pháp kem, bò này 9 tháng 10 tháng thôi. Bò gần đứng rồi tới ngực luôn, tới cổ mình. Bò lỡ con số 1, con số 2, con số 3, con số 4, con số 5, con số 6, con số 7 là bò lỡ pháp kem, bê kem. Còn cái lô phía đây là nhỏ hơn 1 chấm, bò 8 tháng. Mấy con này bò lỡ, mấy con này bò lỡ. Em có xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn, đổ dầu đi. Pháp kem, bê kem, chị chuộng chốt còn hai con cũng giao luôn. Giá rất là mềm luôn. Mấy bò này lúc trước là phải 31-32 triệu, giờ chỉ có giá là 23,524 triệu. Bò lỡ trong đây mùa lạnh đó, anh chị bắt mấy bò mà nó ngon uống mà nó ngon ha, về trong vài ngày nó là tóp rập rồi, nó không có ăn nó tóp. Còn bò này đưa cỏ vô là nó ăn rất là tốt, vô cỏ nó ăn đùng đùng luôn. Anh chị khi xem chuộng chốt xong thì có giờ đến mình sỏ dàm thì sỏ dàm cho chị luôn. Kem bò, bị kem bò lỡ nhiều. Chiều cao của bò là 1m2 năm phân nấu lên, còn phía đây thì nhỏ hơn 1 chấm. Ở đây lô này mới về, còn cái lô ngày hôm qua là giao khách một xe khách Củ Chi, Bình Dương với Tiền Giang, hôm qua đi 6 con giao rồi, còn cái lô này mới về. Anh chị suốt thời gian qua đến với trại, cảm ơn anh chị đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tự Chiến. Tiếp mình có đăng trên màn hình là số điện thoại là 0395168767 Trại Bò Tự Chiến.